Phép lạ Đức Mẹ núi Camelo. 1. Đôi dòng lịch sử. Đức Mẹ núi Camelo còn được biết đến với tên gọi là Đức Mẹ núi Cát Minh, một danh hiệu dành cho mẹ Maria trong vai trò là đấng bảo trợ cho dòng Camelo. Dòng Camelo lúc đầu chỉ bao gồm những ẩn sĩ Kitô giáo sống trên núi Camelo ở đất thánh trong thời gian cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Họ đã xây dựng một nhà thờ ở đây để dành riêng cho Đức Trinh Nữ, người mà họ tôn sùng là đấng bảo trợ của nơi này. Đức Mẹ núi Camelo cũng là vị thánh bảo trợ của Chile. Camelo được coi như ngọn núi thánh. Truyền thống cho rằng đây chính là nơi tiên tri Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bị bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Sau đó, các ẩn sĩ được lập thành dòng Camelo tận hiến cho Đức Mẹ và sống đời chiêm niệm. Vào thế kỷ thứ 12, Thượng phụ giáo chủ Alberto thành Jerusalem đã quy tụ tất cả thành một nhà dòng, ban hành cho họ một quy luật được giáo hoàng Honorio III chuẩn y năm 1226. Cũng năm ấy, giáo hoàng cho phép mừng trọng thể trong dòng lễ Đức Bà Camelo. Vì gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đất thánh bị Hồi giáo chiếm đóng, dòng Camelo đã di chuyển về Cambridge, nước Anh. Thánh Simon Stock là tu viện trưởng đã kêu xin Đức Mẹ cứu giúp bộ áo dòng của các tu sĩ được cho là bắt nguồn từ sự kiện Đức Maria hiện ra ngày 16 tháng 7 năm 1251 với Thánh Simon Stock và nói: "Hãy nhận lấy bộ áo dòng này mà mẹ ban cho dòng và cho tu sĩ như dấu chỉ của lòng yêu ái và sự săn sóc của mẹ dành cho các con. Đây là dấu hiệu cứu rỗi, giải thoát mọi hiểm nguy. Ai chết mà mang biểu hiện bình an này sẽ khỏi bị lửa thiêu đời đời và mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ bảy sau khi họ qua đời." Năm 1674, lễ mừng Đức Mẹ Maria núi Camelo lan rộng tới các nước có vua Công giáo. Năm 1679, tới các vương quốc Áo, Bồ Đào Nha. Các nước thuộc quyền giáo hoàng mừng lễ này từ năm 1725. Giáo hoàng Biển Đức 13 phổ biến lễ này trong toàn giáo hội do sắc lệnh ban hành ngày 24 tháng 9 năm 1726. Ngày 15 tháng 5 năm 1892, giáo hoàng Leo 13 đã ban đặc ân Portiuncula, ơn đại xá cho ai viếng nhà thờ, trong lễ này. Lễ này được mừng trong toàn giáo hội Công giáo vào ngày 16 tháng 7 hàng năm. 2. Đây những đặc ân mẹ ban cho những ai mang áo Đức Mẹ núi Cát Minh. Ơn được mẹ nhận làm con riêng và đặc biệt phù trợ. Ơn được thông công những việc đạo đức của dòng Cát Minh. Ơn được lãnh các ân xá giáo hội ban. Ơn được mẹ cứu khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy sau khi qua đời, nếu giữ được đức trong sạch tùy theo bậc sống và ơn kêu gọi của mình. Đọc kinh nhật tụng kính Đức Mẹ hàng ngày, hoặc ăn chay kiêng thịt những ngày giảm. Đọc kinh nhật tụng kính Đức Mẹ hàng ngày, hoặc ăn chay kiêng thịt những ngày giáo hội chỉ định. Ơn được khỏi lửa hỏa ngục đời đời, nghĩa là khi hấp hối mà còn mắc tội trọng, thì sẽ được ơn sám hối xứng đáng và kịp thời. Đức Thánh Cha Benedicto VIII năm 1726 đã phổ biến lễ Đức Mẹ núi Cát Minh trong toàn thể giáo hội để kính nhớ lần Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock trước đó. Lễ này chỉ được mừng kính trong các cộng đoàn dòng Cát Minh. Năm 1251, khi Thánh Simon Stock đang ở nhà dòng tại Cambridge, nước Anh, thì nhà dòng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Cả đêm ngày 15 tháng 7 ngài cầu khấn với Đức Mẹ, thì sáng ngày 16 tháng 7 Đức Mẹ hiện ra giữa các thiên thần
Đức Mẹ đội Triều Thiên, mặc áo dòng Camelo mà phán. Đây là áo mẹ ban cho các tu sĩ dòng Camelo. Ai mang áo dòng này khi chết sẽ không bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Rồi năm 1314, sau khi Đức Giáo Hoàng Clemente băng hà, các Đức Hồng Y đang họp nhau ở Avignon, nước Pháp, thì Đức Mẹ lại hiện ra với Đức Hồng Y Jacques Deus mà phán: Con sẽ là giáo hoàng do an của mẹ. Mẹ muốn con bênh vực dòng Camelo, và mẹ hứa rằng những ai ở trong dòng Camelo hay ở trong hội đeo ảnh thánh mẹ, mẹ sẽ cứu khỏi hỏa ngục. Còn nếu bị giam cầm trong luyện ngục, thì thứ bảy sau khi người ấy chết, mẹ sẽ xuống cứu chữa. Thánh nữ Birgitta quê ở Uppsala, nước Thụy Điển, vào năm 1303 đến năm 1373, đã lập gia đình với một người quý phái. Ngoài những việc đạo đức đối với Chúa, thánh nữ Birgitta còn khuyên dạy con cái gia nhập các hội đoàn của Đức Mẹ và đeo ảnh thánh Đức Mẹ trên mình. Năm ấy, sau khi Carolo con bà qua đời, trong một cuộc xuất thần, Chúa cho thánh nữ Birgitta thấy con Carolo đứng trước tòa Chúa phán xét. Có Đức Mẹ và thiên thần bản mệnh đứng hai bên. Cũng có cả tên quỷ đi theo nữa. Tên quỷ đã thưa rằng: Lạy Chúa công bằng vô cùng, xin xét xử cho tôi một việc là bất cứ ai khi gần chết, Chúa cũng cho tôi được tự do đến cám dỗ. Còn tên Carolo khi gần chết, hễ tôi đến cám dỗ, thì Đức Mẹ Maria lại cử người xua đuổi tôi, không cho tôi bén mảng đến gần. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời: Hỡi loài vô phước, ngươi không biết rằng Đức Maria mẹ ta có quyền đặc biệt bênh vực các con cái riêng của ngài sao? Sau đó Đức Mẹ đã dắt Carolo theo Chúa vào nước thiên đàng. Anh chị em sẽ không lấy làm lạ khi nhớ rằng năm 1251, khi Thánh Simon Stock đang ở nhà dòng tại Cambridge, nước Anh, thì nhà dòng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Cả đêm ngày 15 tháng 7 ngài cầu khấn với Đức Mẹ, thì sáng ngày 16 tháng 7 Đức Mẹ hiện ra giữa các thiên thần, Đức Mẹ đội Triều Thiên, mặc áo dòng Camelo mà phán: Đây là áo mẹ ban cho các tu sĩ dòng Camelo. Ai mang áo dòng này khi chết sẽ không bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Lời nguyện. Lạy Chúa, vì lời Đức Trinh Nữ Maria cầu thay nguyện giúp, xin Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn con trên đường đời, để chúng con thẳng tiến về núi thánh là Đức Giêsu Kitô, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 3. Kinh kính Đức Mẹ núi Cát Minh. Lạy Đức Trinh Nữ Maria đầy phúc không mắc tội truyền, mẹ là vẻ đẹp cùng là vinh hiển núi Cát Minh. Mẹ lấy lòng từ bi nhân hậu đoái nhìn các kẻ mang áo thánh mẹ. Xin khấn đoái xem đến con và che chở con dưới áo mẹ. Con yếu đuối, xin uy quyền mẹ nâng đỡ. Xin đức khôn ngoan mẹ soi sáng tâm trí u ám con. Xin in vào lòng con đức tin cậy và đức mến. Xin hãy dùng thánh sủng và đức hạnh mà trang điểm linh hồn con, để con được chính là con của mẹ và được mẹ yêu thương. Xin hãy phù hộ con khi sống và trong giờ lâm chung. Xin mẹ âu yếm đến viếng thăm và yên ủi con, và dâng trình cho Chúa ba ngôi con là con cùng là đầy tớ tận tình của mẹ, hầu con được ngợi khen chúc tụng mẹ đời đời trên thiên đàng. Amen. 4.
Kinh áo Đức Bà. Lạy rất thánh Đức Bà Maria là quan thầy họ áo Đức Bà. Chúng con dốc lòng vào họ áo Đức Bà, cùng mặc áo Đức Bà cho đến trọn đời. Khi chúng con chết, thì Đức Bà sẽ lấy áo thánh ấy ở nơi mình chúng con mà nhận chúng con là con cái Đức Bà, và đưa chúng con về thiên đàng mà chầu trực Đức Giêsu cùng rất thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen. 5. Kinh đọc buổi sáng của người đeo áo Đức Bà. Lạy Thiên Chúa của con xin hợp với trái tim vô nhiễm mẹ Maria để dâng cho Chúa máu thánh châu báu Chúa Giêsu trên các bàn thờ khắp thế giới. Con cũng xin hợp với máu thánh Chúa Giêsu để dâng cho Chúa mọi tư tưởng, mọi lời nói và mọi việc làm của con trong ngày hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con ước mong được hưởng mọi ân xá mà con có thể được hưởng. Con cũng xin dâng các ân xá ấy cùng với chính mình con cho mẹ Maria vô nhiễm để mẹ làm vinh danh thánh tâm Chúa. Lạy máu thánh châu báu Chúa Giêsu, xin cứu chúng con.